It is our obligation to teach future generations the truth. The truth that communist ideology is responsible for crimes against humanity. Our mutual obligation is to teach history. Because without the knowledge of the past, how can we possibly correctly interpret the present and make proper decisions for the future? Miền Bắc Việt Nam thập niên 1950. Nhân văn giai phẩm là tên của phong trào đòi hỏi tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958. Nhân văn giai phẩm là cách gọi tắt của báo Nhân văn và các tập giai phẩm. Tổng số có 5 tập giai phẩm và 5 số báo Nhân văn được phát hành trong năm 1956. Khởi đầu, nhóm chủ trương chỉ có 3 nhà thơ là Lê Đạt, Hoàng Cầm và Trần Dần. Đòi hỏi của họ là yêu cầu được tự do sáng tác. Sau đó, với sự góp mặt của các nhà trí thức và phê bình, thì nhân văn giai phẩm mang nội dung chính trị rõ rệt là đòi hỏi tự do dân chủ. Nội dung ấy đáp ứng nguyện vọng của quần chúng, nhưng lại đánh vào đúng tử huyệt của chế độ. Chính vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một chiến dịch để tiêu diệt nhân văn giai phẩm. Kết quả là tất cả những ai có dính dáng đến nhân văn giai phẩm đều bị trừng phạt. Chủ chốt thì bị tù, văn nghệ sĩ thì bị đưa đi cải tạo lao động rồi bị cách ly và bị bắt phải im tiếng trong suốt 30 năm trời. Các giáo sư đại học thì bị buộc phải nghỉ việc, bị bỏ đói và sống lây lất cho đến cuối đời. Như thế, nhân văn giai phẩm đã từ một yêu cầu trở thành một phong trào và sau cùng là một vụ án đầy oan khuất. Nhân văn giai phẩm trở thành vụ án lịch sử có tầm vóc lớn lao. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có thể tìm hiểu về phong trào này qua các nguồn tài liệu. Cuốn Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc phát hành tại Sài Gòn năm 1959. Cuốn Bọn Nhân Văn Giai Phẩm Trước Tòa Án Dư Luận của Hà Nội do Nhà Xuất Bản Sự Thật in vào năm 1959. Cuốn Hồi Ký Kẻ Bị Khai Trừ in bằng tiếng Pháp xuất bản năm 1992. Cuốn Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm xuất bản tại hải ngoại năm 2012. Và những tài liệu có được từ sau 1990 qua lời tự thuật, phỏng vấn, bút ký, hồi ký của những nhà văn đã tham gia phong trào nhân văn giai phẩm. Tổng hợp lại những tài liệu này, người dân Việt Nam từ đây có thể dựng lại bối cảnh toàn diện của phong trào tranh đấu cho tự do sáng tác trong lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ 20. Nhân văn là tên một tờ báo văn nghệ xuất bản được 5 số từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1956. Giai phẩm là tên một ấn phẩm không định kỳ xuất bản vào tháng 1 năm 1956 với giai phẩm Mùa Xuân và phát hành số cuối vào tháng 12 năm 1956 với giai phẩm Mùa Đông.
chỉ vỏn vẹn trong 11 tháng và với 10 số báo. Hai ấn phẩm này đã tạo nên một tiếng vang mà tới nay Hà Nội vẫn còn e ngại nhắc đến. Đối với người Cộng sản, những người trí thức, với cái học và tầm nhìn rộng của họ, sẽ là một thứ người khó trị. Họ đã đặt người trí thức vào hàng đầu những hạng người cần tiêu diệt, như thời Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tung ra khẩu hiệu Trí, Phú, Địa, Hào, Đào tận gốc, Tróc tận rễ. Theo George Baudelaire, tác giả cuốn Trăm hoa đua nở trong đêm Việt Nam, cho biết hầu hết mọi thành phần dân tộc đã đi theo kháng chiến chống Pháp và nhiều trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Phạm Duy, Vũ Hoàng Chương, khi nhận ra lòng yêu nước của mình đã bị Cộng sản lợi dụng, họ đã bỏ về thành. Trong các tác phẩm liên quan đến nhân văn giai phẩm, thì đáng chú ý nhất là cuốn Nhân văn giai phẩm của Thụy Khuê. Trong gần 20 năm, tác giả đã tìm tòi những tài liệu liên quan, đánh giá, so sánh, nhận định để tái tạo một toàn cảnh, bao gồm cả khung cảnh lịch sử, xã hội lẫn hoàn cảnh cá nhân. Đặc biệt trong tác phẩm còn ghi lại cuộc phỏng vấn những nhân vật chính của nhân văn giai phẩm, đó là Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang và Trần Duy. Tác phẩm quả là một công trình nghiên cứu công phu và hiếm có trong lịch sử văn học Việt Nam về vụ án nhân văn giai phẩm. Nguyễn Mạnh Tường đã đậu hai bằng tiến sĩ khoa học tại Pháp chỉ trong vòng 2 tháng, khiến dư luận Pháp không khỏi bàng hoàng. Ông đã viết về những sai lầm trong cải cách ruộng đất và đưa ra nhu cầu phải xây dựng quan điểm lãnh đạo. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, khi mà ông đọc cái bài diễn văn trước mặt trận Tổ quốc, cái bài phê bình cải cách ruộng đất, thì Nguyễn Mạnh Tường lúc đó nổi lên như là một trí thức quan trọng nhất của Việt Nam, đã dám phê bình cái chính sách cải cách ruộng đất. Ai mà có dịp đọc cái bài của Nguyễn Mạnh Tường thì cho tới bây giờ vẫn thấy là vô cùng hữu lý và có thể nói là rơi nước mắt. Nhân văn trong số ra mắt ngày 20 tháng 9 năm 1956 đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Ông nêu đưa ra hai nguyên nhân khiếm khuyết về dân chủ là đảng viên cán bộ thi hành chính sách thiếu tinh thần dân chủ và quần chúng cần xây dựng ý thức dân chủ. Phần cuối cuốn hồi ký kẻ bị khai trừ, ông đặt hai câu hỏi cho người Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, vì sao các ông lại sợ hãi dân chủ? Thứ hai, giữa quyền lợi của đảng và quyền lợi của Tổ quốc, các ông chọn phía nào? Từ năm 1957-1958, nhạc sĩ Tử Phát là thư ký tòa soạn của báo Nhân văn giai phẩm. Sau khi vụ Nhân văn giai phẩm xảy ra, ông bị đưa đi cải tạo tại Hòa Bình. Trở về, Tử Phát sống trong cảnh túng quẫn. Năm 1982, Tử Phát mất trong cảnh cô đơn, nghèo đói, đau đớn vì bệnh ung thư. Thủy An là người phụ nữ tuy không ở trong Nhân văn giai phẩm, nhưng bị kết án là gián điệp với những lời lẽ độc địa nhất dành cho bà. Là phóng viên chiến tranh, bà đã tham dự nhiều cuộc nhảy dù ra mặt trận để cung cấp tài liệu cho báo chí. Bà đã từng giữ chức giám đốc Việt Tấn Xã. Thụy An không ở trong Nhân văn giai phẩm. Tại vì sao? Bởi vì theo những cái giải thích của anh Lê Đạt đó, chúng tôi không mời những người vào thành. Ông ấy chỉ mời những người mà đã tham gia kháng chiến cho tới cùng, bởi vì ở các ông ấy sợ. Thụy An còn có cái mục đích chính trị, tôi chắc chắn là như vậy. Bởi vì khi mà bà đã mang con vào Nam rồi năm 54, rồi bà lại trở ra ngoài Bắc nữa, thì cái đó chắc là Thụy An trong thâm tâm là muốn trở lại Bắc để hoạt động một cách âm thầm chống lại Cộng sản. Ngày 21 tháng 1 năm 1960, bà bị đưa ra tòa cùng với Nguyễn Hữu Đang và bị kết án 15 năm tù. Tháng 10 1974, Thụy An được thả theo diện
đại xá chính trị phạm trong Hiệp định Paris. Nguyễn Hữu Đang tham gia tổ chức Văn hóa Cứu Quốc, chính thức vào đảng năm 1947, sau đó ly khai khỏi đảng. Ông Nguyễn Hữu Đang là ông ấy không những là ông bất đồng ý kiến với Trường Chinh ngay từ đầu, từ khoảng khi năm 43 đó, lúc mà Trường Chinh làm ra cái bản gọi là đề cương văn hóa Việt Nam đó, thì Nguyễn Hữu Đang đã là cái người chống lại. Nhưng Nguyễn Hữu Đang lại cũng là một cái nhân vật rất là quan trọng trong chính quyền cộng sản. Nguyễn Hữu Đang có thể gọi là người được Hồ Chí Minh coi như là cánh tay phải. Ông ấy chống thì ông chống mới đầu bằng một cách tiêu cực, tức là ông không tham dự vào công việc đảng nữa. Và đến năm 48 thì gần như là ông rút lui hẳn. Đến năm 54 có thể gọi là lệnh đến từ ông Hồ Chí Minh, rồi ông qua ông Trường Chinh và được ông Tố Hữu phải thi hành, tức là gọi Nguyễn Hữu Đang về. Lúc đó là ông bắt đầu cái công việc mà ông đã nghĩ từ lâu lắm rồi, tức là bây giờ phải lập nên một cái phong trào mà làm sao mà nó liên đới hết được cả trí thức lẫn văn nghệ sĩ để đòi hỏi tự do tư tưởng, nhưng mà riêng với Nguyễn Hữu Đang thì là đòi hỏi dân chủ cho đất nước. Đồng thời với việc cái phát hiện cải cách vùng đất thì ở Liên Xô lại họp Đại hội Đảng Cộng sản 20, thì lúc bây giờ nó lại phát hiện ra rằng là Đảng Cộng sản cũng có thể phạm sai lầm. Thế thì lúc bây giờ tôi trong người tôi nó bùng lên một cái tư tưởng vì chân lý mà đấu tranh, và đến lúc bây giờ không sợ tổ chức nhiều quá nữa, cho nên là cuối cùng là tập hợp nhau lại thành cái phong trào Nhân văn giai phẩm. Theo lời buộc tội thì Nguyễn Hữu Đang là linh hồn của tờ Nhân văn. Theo Trần Dần xác định, nếu không có Nguyễn Hữu Đang, không ai có thể tập hợp anh em được và cũng sẽ không có tờ Nhân văn. Theo Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang bị bắt trên đường tìm cách vào Nam. Trước kháng chiến, ông nổi danh với ba vở kịch thơ Viễn Khách, Kiều Loan và Lên Đường. Thời kỳ Nhân văn giai phẩm, Hoàng Cầm là người đầu tiên xin ra khỏi quân đội, sau đó cùng với Lê Đạt xây dựng nên các tờ giai phẩm và Nhân văn. Hoàng Cầm giữ vai trò liên lạc và cổ động các văn nghệ sĩ. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Về Kinh Bắc, viết trong thời gian 1957-1958, phản ánh ý chí quật cường của nhà thơ trước cơn bão tố dập vùi. Cái Tết năm 1955 sang 1956, thì tôi và anh Lê Đạt thì mới bàn nhau là bây giờ ta phải tiến hành một cuộc đổi mới thơ đi. Tập hợp được một số anh em viết bài cho, ví dụ như anh Trần Lê Văn, anh Quang Dũng, anh Hữu Loan, anh Phùng Quán, anh Văn Cao. Mà cái việc mà giai phẩm Mùa Xuân chúng tôi ra là hoàn toàn tự ý muốn riêng của mình. Chúng tôi không hề có một cái ảnh hưởng gì của cái chuyện Trăm Hoa Đua Nở của Mao Trạch Đông đưa ra. Nhà thơ Trần Dần là một trường hợp đặc biệt về sự bất phục tòng và đã chịu sự trù dập nặng nề. Những câu thơ sau đây đã trở thành biểu tượng của một thời. Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Trần Dần biểu dương bi kịch nhân văn giai phẩm. Trong bài tự kiểm thảo, ông viết: người sáng tác phải có quyền và có gan như người viết sử thời xưa. Vua chém đi 6 người, đến người thứ 7 vẫn chép sử đúng như sự thật. Vua đành chịu vậy. Lê Đạt là cán bộ ngành tuyên huấn, người duy nhất từ trong nội bộ của đảng đứng lên đòi hỏi tự do dân chủ, nên bị xếp vào loại nguy hiểm như Nguyễn Hữu Đang. Lê Đạt cũng là một người trong đảng, cũng là một người theo kháng chiến đã lâu và cũng là được trọng dụng. Lê Đạt là thư ký riêng của Trường Chinh mà. Thì Lê Đạt là cái người mà có một cái đường lối sẵn sàng và khôn khéo hơn Nguyễn Hữu Đang. Và Lê Đạt lại là nhà thơ nữa. Thành ra là Lê Đạt có thể tụ họp được các anh em văn nghệ sĩ một cách dễ dàng. Trong khi Nguyễn Hữu Đang dù sao vẫn là người làm chính trị, thì những anh em văn nghệ sĩ họ dè dặt hơn. Ông ở trong ban biên tập Nhân văn cùng với Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy, Hoàng Cầm và Lê Đạt. Ông đã viết trong bài tự kiểm thảo: Nhân văn bị đóng cửa, nhưng tư tưởng nhân văn, tư tưởng chống đối vẫn chưa hết. Trần Thiếu Bảo chủ trương nhà xuất bản Minh Đức.
ông không theo cách mạng ngay từ đầu và có tiếng là mạnh thường quân đối với văn nghệ sĩ. Ông mở hiệu sách Minh Đức. Đây cũng là trụ sở các cuộc họp báo của nhân văn. Theo lời buộc tội, nhà xuất bản Minh Đức đã lợi dụng chuyện khai thác vốn có để tái bản sách của Tự Lực Văn Đoàn. Trương Tửu là nhà phê bình, nhà văn, giáo sư đại học và lý thuyết gia. Khi mặt trận dân chủ của Việt Minh bắt đầu hoạt động, Trương Tửu viết bài đã kích mặt trận dân chủ trên các báo quốc gia và thời thế. Trong thời kỳ nhân văn giai phẩm, Trương Tửu viết hai bài quan trọng: Bệnh sùng bái cá nhân trong giới lãnh đạo văn nghệ và bài Văn nghệ và chính trị. Theo tố cáo của bằng sĩ Nguyên, thì Trương Tửu đã nói rằng không có đảng lãnh đạo, nhà văn vẫn viết được những tác phẩm có giá trị và văn nghệ sĩ còn sáng suốt hơn đảng. Trần Đức Thảo đậu thạc sĩ triết học tại Pháp. Ông đã từng cộng tác với Jean-Paul Sartre khi phái đoàn Việt Minh đồng chí hội sang Pháp vào năm 1946. Trần Đức Thảo đã kích phái đoàn cho chính sách ngoại giao của Việt Minh là đầu hàng và phản bội. Trần Đức Thảo chống lại Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3, 1946. Sau khi nhân văn bị cấm, Trần Đức Thảo vẫn tiếp tục hoạt động che chở và giúp đỡ các sinh viên. Ông mở diễn đàn tự do ở đại học để truyền bá tinh thần tự do dân chủ. Học giả Đào Duy Anh đóng góp tiếng nói của mình trong giai phẩm Mùa Thu tập 3 với bài Muốn phát triển học thuật. Nội dung phân tích những sai lầm trong nguyên tắc dùng chính trị để lãnh đạo học thuật. Ông viết bài lên án bệnh giáo điều và bệnh sùng bái cá nhân là dẫn thẳng đến cái tệ tư tưởng độc tôn. Ông cho rằng con đường học thuật phải là con đường cái thênh thang cho mọi người tự do đi lại, chứ không phải là sợi dây căng cho mọi người làm xiết. Ông cùng thời với Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh. Năm 1907, Phan Khôi tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ít lâu sau, hoạt động trong phong trào văn thân cùng với Huỳnh Thúc Kháng. Là nhà Hán học, nhưng lý luận khúc triết và đanh thép, những bài bút chiến của Phan Khôi đã gây không khí sôi nổi trên văn đàn những năm 30. Thời kỳ nhân văn giai phẩm, Phan Khôi đứng ra nhận chức chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Nhân Văn để bao che cho các cây bút trẻ. Phan Khôi đòi hỏi phải trả văn nghệ lại cho văn nghệ, chuyên môn cho chuyên môn. Vấn đề đấu tranh giai cấp, ông cho rằng chỉ là kiểu rình phần ăn của kẻ khác mà thôi. Tháng 3 1955, trong quân đội nổi lên một phong trào tranh đấu do Trần Dần, Tử Phát chủ trương, với sự cộng tác của Lê Đạt, Hoàng Cầm và các văn nghệ sĩ khác. Một mặt lên tiếng phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu, một mặt đưa ra đề nghị cải cách chính sách văn nghệ trong quân đội, chủ yếu đòi trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ. Nhưng phải đến tháng 2 năm 1956, phong trào mới chính thức công khai với sự xuất hiện của giai phẩm Mùa Xuân do Hoàng Cầm và Lê Đạt chủ trương, đăng các tác phẩm của Trần Dần, Văn Cao, Sĩ Ngọc, Tử Phát, Phùng Quán, Nguyễn Sáng, Tô Vũ. Bài thơ Nhất Định Thắng của Trần Dần đã gây tai họa cho nhà thơ và tờ giai phẩm. Báo vừa phát hành, Lê Đạt bị gọi ngay lên tuyên huấn để kiểm thảo. Giai phẩm Mùa Xuân bị tịch thu. Trần Dần và Tử Phát bị bắt. Trần Dần cứa cổ tự giận nhưng không chết. Tình hình trong thế giới cộng sản cũng đang có những biến chuyển theo chiều hướng cởi mở hơn. Khrushchev lên án tệ sùng bái cá nhân của Stalin. Mao Trạch Đông phát động phong trào trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng ở Trung Quốc. Theo chân Bắc Kinh, Đảng Lao động Việt Nam cũng tổ chức học tập dân chủ trong văn nghệ, học tập chống tệ sùng bái cá nhân như đang diễn ra ở Liên Xô.
Dựa vào cuộc nổi dậy ở Hungary và Ba Lan, các số báo giai phẩm mùa thu, giai phẩm mùa xuân, Nhân Văn tung ra những bài viết mạnh mẽ như bài học về Ba Lan và Hungary của Lê Đạt, hoặc bài Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp Trung Hoa của Nguyễn Hữu Đăng, khiến Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ngày 9 tháng 12 năm 1956 bãi bỏ quyền tự do báo chí và ra lệnh đóng cửa tờ Nhân Văn. Tháng 2 1957, Đại hội văn nghệ lần thứ hai họp tại Hà Nội với gần 500 đại biểu. Trường Chinh kêu gọi đấu tranh, đập nát phong trào Nhân Văn giai phẩm. Cuối năm 1957, Mao Trạch Đông hạ lệnh đánh phái hữu ở Trung Quốc, lật ngược ván bài lên cho những ai tưởng là chế độ cởi mở thực sự. Người ta mới ngã ngửa, nhận ra phong trào trăm hoa đua nở chỉ là một cái bẫy, mở ra để có thể nhận diện được các bộ mặt chống đối chính quyền trên mặt trận văn nghệ. Trận chiến đàn áp Nhân Văn giai phẩm kết thúc bằng một hội nghị rộng lớn của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, họp tại Hà Nội ngày 4 và 5 tháng 6 năm 1958, với bài tổng kết của Tố Hữu và nghị quyết do hơn 800 văn nghệ sĩ tham gia thảo luận và biểu quyết, với các biện pháp kỷ luật đối với các thành viên của hội đã tham gia Nhân Văn giai phẩm. Khai trừ ra khỏi Hội Nhà Văn Phan Khôi, Trương Tửu, Thụy An, Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh ra khỏi ban chấp hành. Hội Mỹ Thuật, Sĩ Ngọc và Nguyễn Sáng rút khỏi ban chấp hành, khai trừ Trần Duy. Hội Nhạc Sĩ, Văn Cao, Nguyễn Văn Tý rút khỏi ban chấp hành, khai trừ Tử Phát và Đặng Đình Hưng. Thụy An, Nguyễn Hữu Đăng, Trần Duy, Phùng Cung bị kết án từ 12 đến 15 năm tù. Các giáo sư đại học như Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh bị cách chức và bị quản thúc. Ngoài ra, Hà Nội còn áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ văn nghệ sĩ, trí thức, sinh viên và quần chúng đã ít nhiều tham gia, đã đọc, mua báo hoặc ủng hộ phong trào Nhân Văn giai phẩm. Vậy thì, tội của họ là gì? Theo lời buộc tội của Nguyễn Đình Thi, Tổng Thư ký Hội Nhà Văn Việt Nam, thì chủ trương của nhóm Nhân Văn giai phẩm dựa trên 6 điểm. Thứ nhất, cho chủ nghĩa cộng sản là không nhân văn, là chà đạp con người. Thứ hai, phản đối chuyên chính, đòi tự do, dân chủ trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Thứ ba, chống sùng bái cá nhân, cho chế độ là đảng trị, độc đoán. Thứ tư, đả kích, giáo dục ở Liên Xô là rập khuôn, văn học nghệ thuật Liên Xô là công thức. Thứ năm, chống chính sách cải cách ruộng đất. Thứ sáu, chủ trương trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ. Sau khi chôn sự nghiệp của những tài năng thuộc hạng lớn nhất ở miền Bắc trong 50 năm, làm cho cuộc sống của họ thành điêu đứng, thì năm 2009, Hà Nội lại phục hồi tư cách hội viên Hội Nhà Văn cho Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán, Hữu Loan, rồi quyết định trao giải thưởng cho 4 người: Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Từ điển văn học in năm 1984 ở Hà Nội cho rằng, cuộc đấu tranh chống nhóm Nhân Văn giai phẩm trên mặt trận văn nghệ là một cuộc đấu tranh quy mô và quyết liệt chưa từng thấy trong lịch sử phê bình văn học dân tộc. Nhưng 20 năm sau, từ điển văn học bộ mới đã không có một dòng chữ nào về phong trào này nữa. Người đọc như ngầm hiểu, cộng sản tránh né đề cập đến chính sách sai lầm về văn hóa trong quá khứ của họ. Qua vụ án Nhân Văn giai phẩm, các văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam bôi nhọ, hãm hại, đàn áp, đày đọa, bỏ tù, mà số phận họ và gia đình vẫn còn khốn khổ cho đến ngày hôm nay. Hơn thế nữa, điều tác hại nhất của vụ đàn áp Nhân Văn giai phẩm là đã giết luôn một nền văn học và văn nghệ trong hơn 30 năm, để cuối cùng
chỉ còn lại thứ văn nghệ chính trị phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh có trách nhiệm về mặt tinh thần, nhưng mà phải nói trách nhiệm trực tiếp là ông Trường Chinh. Đó là cương vị trong Bộ Chính trị. Người mà chịu trách nhiệm trực tiếp nhất trong cái vụ án nhân văn giải phóng chính là ông Tố Hữu, là cái người gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho giới trí thức, không những trong văn học nghệ thuật mà cả trong giáo dục, và nó làm cho cái nền văn học nghệ thuật của Việt Nam nó thôi chột đi hàng 30 năm trời. Cái thế hệ như là chúng tôi thì già rồi, không có thể nào làm gì được, nhưng mà chính những cái người cầm vận mệnh đất nước là những người trẻ, người ta đọc và người ta hiểu được cái sự thật, một phần cái sự thật thôi, chứ không phải là hết cả sự thật. Rồi người ta sẽ tìm kiếm thêm những cái sự thật khác, và như vậy thì họ có thể có khả năng để viết lại một cái cuốn lịch sử toàn diện hơn về đất nước với những sự thật, chứ không phải là rào trá như ngày hôm nay. Ba mươi năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phải tuyên bố cởi trói cho cả một đoàn ngũ hàng nghìn người trong các ngành và một nền văn nghệ bị khóa miệng.